chính quyền đã làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan. Vấn đề còn lại là ý thức chấp hành của mỗi chúng ta trong thời điểm mang tính chất quyết định này. Tuy nhiên, dù là đã có chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ cho đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ ngày 26 tháng 3 về việc không tập trung đông người, thế nhưng trong sáng nay ngày 27 tháng 3, người dân đã phản ánh thông qua đường dây nóng thời sự về việc khoảng 200 người vẫn tụ tập tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa để đấu giá đất. Phóng viên thời sự đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc này. Đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Trung tâm đấu giá tài sản lúc 9 giờ sáng. Trước trung tâm, một hàng dài ô tô đầu kín đường và phía trong có khoảng 200 người đang tụ tập như thế này. Họ để tham gia buổi đấu giá 24 lô đất ở khu quy hoạch Hương Sơ. Ai cũng còn 5 phiếu phát ra, giá trả cao nhất là 2 tỷ 205 triệu đồng. 2 tỷ 205 triệu đồng còn phải bước giá khởi điểm của vòng 3 là 2 tỷ 275 triệu đồng. Ông Phan Tiến Dũng, giám đốc trung tâm này cho biết, trong sáng ngày 27 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu định cư Hương Sơ đợt 2 giai đoạn 4. Một điều đáng nói nữa là trung tâm đấu giá tài sản nằm trên địa bàn phường An Hòa, cách ủy ban phường không xa. Thế nhưng trong sáng ngày 27, lực lượng tuần tra tuyên truyền của phường không phát hiện được địa điểm đông người này. Khi phóng viên phản ánh, chủ tịch phường mới bố trí người đến để ghi nhận báo cáo lên thành phố. Còn tình hình tụ tập sáng nay tụ tập đông người là bên mình nóng à? Tụ tập là chưa nóng, tại vì ban em đang tổ chức để tập trung đi tung tiền đây này, mà mới trực báo mới xong đấy, chứ em nói mới biết hết. Nếu mà biết được thì để cho anh em đi xuống để mà phản ánh lại về thành phố. Thực hiện theo ý kiến của chủ tịch tỉnh, trong sáng ngày 27 tháng 3, nhiều hàng quán đã chấp hành nghiêm túc quy định đóng cửa, nhưng một trung tâm thuộc quản lý của cơ quan nhà nước lại để xảy ra tình trạng tụ tập đông người như thế này ở một sự kiện không thực sự cần thiết là điều không nên.